Thanh toán điện tử đã tăng trưởng kỷ lục tại Nhật Bản. Điều này cho thấy sự thay đổi tích cực trong lĩnh vực này. Người dân Nhật Bản cũng đã chấp nhận sử dụng giao dịch điện tử thay cho thói quen giao dịch bằng tiền mặt nhiều năm qua. Báo Nikkei trích số liệu khảo sát của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho thấy tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt hay thanh toán điện tử cho tiêu dùng cá nhân ở Nhật Bản vào năm 2020 đạt mức cao kỷ lục là 29,7%, tăng 2,9% so với năm 2019. Trong đó, thanh toán bằng thẻ tín dụng tăng 1,8%, thanh toán bằng tiền điện tử tăng 2,1%, thanh toán thông qua mã QR tăng 1,1% và thanh toán bằng thẻ ghi nợ tăng 0,8%. Nhật Bản đang thực hiện các cải cách để tạo thuận lợi hơn trong phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Báo Asahi cho biết, Hội đồng thúc đẩy cải cách quy định của Nhật Bản đã đệ trình lên chính phủ dự thảo xem xét các quy định về thanh toán phí không dùng tiền mặt. Theo đó, các thủ tục hành chính thường thanh toán bằng tiền mặt sẽ được chuyển sang thanh toán bằng thẻ tín dụng, tiền điện tử hoặc thông qua mã QR. Ngoài ra, bắt đầu từ tháng 7 năm 2021, thủ tục nộp thuế hải quan tại các cửa khẩu cũng có thể thanh toán mà không cần dùng tiền mặt. Điều này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và nhân lực so với trước đây. Phát triển giao dịch không tiền mặt của Nhật Bản đã đạt được một số thành công. Tuy nhiên, nếu so với các nước phát triển khác, Nhật Bản đang tụt hậu xa trong lĩnh vực này. Theo trang tin Yahoo News, Hội đồng xúc tiến không dùng tiền mặt của Nhật Bản cho biết, Nhật Bản tuy đang có tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tăng đều qua từng năm, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với các nước phát triển khác. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tại các nước phát triển đang ở mức khoảng từ 40 đến 60%. Một số nước phát triển khác còn có tỷ lệ ấn tượng hơn, như Hàn Quốc hiện là nước có tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt cao nhất là 94,7%, tiếp theo là Trung Quốc với 77,3% và Canada là 62%. Nhật Bản đặt mục tiêu tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong nước lên khoảng 40% vào năm 2025. Để làm được thì điều quan trọng nhất mà Nhật Bản cần phải làm là thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của người dân nước này. Đây là điều không hề dễ dàng, đặc biệt là gần 1/3 dân số Nhật Bản là người cao tuổi, những người vốn không quen với công nghệ. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản.